Nhưng nhung nhịp Top Fan của Nike chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Vì từ nay chỉ với giá từ 1.990.000 đồng, anh em đã có thể sở hữu ngay nhẫn phối màu cực kỳ hot của dòng Vapor 15 Pro TF. Là dòng giày đá bóng cỏ nhân tạo bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, Vapor 15 Pro sẽ đem đến trải nghiệm chơi bóng hoàn hảo cho anh em bằng những ưu điểm sau: upper sợi dệt kết hợp cùng các vân Hyper Screen 3D cho cảm giác chạm bóng thật chân, lớp phủ Nike Skin hỗ trợ kiểm soát bóng trong mọi tình huống, bộ đệm Air Zoom cho cảm giác chạy êm ái và đàn hồi, thiết kế đinh Elite hỗ trợ V gầm và tăng độ bám sân, trọng lượng cực nhẹ với khoảng 242g cho một chiếc size 41, form giày phù hợp với nhiều form chân khác nhau từ thon cho đến bè. Đặc biệt anh em có thể dễ dàng sở hữu em nó hơn với chính sách trả góp không lãi suất đến từ Funding tại Thanh Hùng Whistle. Ngoài ra khi mua giày anh em còn được tặng kèm thêm một vớ dịch kim và một ba lô đựng giày đá bóng. Hiện những phối màu này đang có sẵn full size tại 3 chi nhánh của Thanh Hùng Whistle, và nếu anh em ở xa chúng mình sẽ có chính sách ship COD và free ship toàn quốc cho anh em. Còn chần chờ gì nữa, inbox cho tụi mình để sở hữu ngay một đôi Nike Mercurial Vapor 15 Pro TF.